Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 307. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 7 tháng 2 năm 2004. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, năm mới xin chào mọi người. Năm nay là bắt đầu một năm mới. Chúng ta có cơ duyên ở tại đạo tràng Cư Sĩ Lâm, một đạo tràng trang nghiêm như vậy. Chúng ta cùng nhau tu học Kinh Vô Lượng Thọ. Nhân duyên rất là hiếm có, chúng ta nhất định phải biết trân quý, phải hết lòng nỗ lực mà học tập, noi theo Thế Tôn mà học tập, noi theo A Di Đà Phật mà học tập. Hôm nay chúng ta tiếp theo xem phần kinh văn giảng lần trước. Xin mời xem trong khoa hội trang 45. Đức Phong Hoa Vũ Đệ Nhị Thập, đây là phẩm thứ 20. Đoạn thứ nhất trong phần kinh văn hình như lần trước đã giảng rồi, thế nhưng giảng không được tường tận. Hôm nay chúng tôi vẫn phải từ đầu giảng lại. Tôi xin đọc đoạn kinh văn này ra. Kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng, cập chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm, diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã, chư ba la mật. Còn nhớ lần trước đã giảng đến đoạn kinh văn này. Bây giờ chúng tôi xin giảng lại. Giảng lại đoạn kinh văn này. Cực lạc thế giới, điều quan trọng nhất là phải nhận biết, phải hiểu rõ. Chúng ta học Phật, năm xưa Phật còn tại thế, quý vị đều biết Ngài vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, Ngài suốt một đời đều là làm công việc giảng dạy. Người hiện nay chúng ta thường gọi là làm hoạt động. Nếu nói năm xưa Thế Tôn còn tại thế thì Ngài làm hoạt động giảng dạy. Hiện nay chúng ta gọi là buổi giảng Phật học, buổi giảng giáo học. Ngài đều là làm những hoạt động này. Suốt 49 năm, tổng cộng đã làm hơn 300 hội, tức là làm hoạt động có hơn 300 lần.
Lối hoạt động này có thời gian dài, cũng có thời gian ngắn. Ngắn là một ngày là một lần thì hoàn mãn. Còn thời gian dài thường thường có mấy tháng, có mấy năm, không nhất định. Mà chỗ hoạt động cũng không nhất định. Ở địa phương nào có người khải thỉnh, còn trong Phật Pháp thì nói chỗ nào có duyên thì đi đến nơi đó cũng là không nhất định. Phật thị hiện trong thế gian này không có nhất định hình tướng. Ngài vì mọi người diễn nói cũng không có phương pháp nhất định. Trong kinh thường nói Phật không có định pháp để nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng chúng ta chú tâm mà quan sát, Phật vẫn có định pháp. Cái định pháp này là gì? Chính là giới thiệu pháp môn tịnh độ, là Phật khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là hình như là định pháp. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này, Ngài nhất định giới thiệu pháp môn tịnh độ cho chúng sanh. Chúng ta chú tâm mà quan sát, hầu như mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai thị hiện trong chính pháp giới đều là giới thiệu tịnh độ tâm kinh, đều là khuyên người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Hầu như là trong không nhất định cũng có nguyên tắc nhất định. Điều này chúng ta học Phật phải đặc biệt lưu ý. Nếu quý vị thật sự nhận biết rõ ràng như vậy thì quý vị rất may mắn. Trong đời này quý vị nhất định được thành tựu viên mãn. Vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu viên mãn. Không vãng sanh tịnh độ thì là rất phiền phức. Nhất là cuộc sống trong thời đại này, ai có năng lực? Cái năng lực này chính là tam học giới định huệ, có chống nổi những sự dụ dỗ mê hoặc của xã hội hiện nay hay không? Cho nên ngoại trừ pháp môn niệm Phật đới nghiệp vãng sanh ra, những pháp môn khác không thể nói không hay, nhưng không dễ được thành tựu. Nguyên nhân chính là trong 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều phải đoạn phiền não mới có thể chứng đắc. Không có nói đới nghiệp vãng sanh, duy chỉ có một pháp môn này là đới nghiệp vãng sanh. Quý vị thấy kinh luận của pháp môn này không nhiều, cho nên quý vị nhất định phải lý giải thấu triệt. Chúng ta tu học Phật Pháp đều phải nhớ kỹ. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta bốn giai đoạn: tính, giải, hành, chứng. Chúng ta nói tu hành không sai. Trước khi tu hành phải tin, phải hiểu. Cho nên hai chữ tính giải này không dễ gì làm được. Tôi thường trong những buổi giảng đã trình bày với quý vị nhiều lần. Tôi học Phật học được 7 năm thì phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia thì dạy trong Phật học viện.
Hai năm sau mới đi thọ giới ngũ cụ túc, tức là tôi đã học Phật được 9 năm, giảng kinh cũng giảng hết 2 năm. Sau khi thọ giới cụ túc, đến đài Trung gặp thầy Lý. Đây là quy củ. Thầy Lý vừa thấy tôi thì liền chỉ tôi mà nói: ông phải tin Phật. Quý vị nghĩ xem, tôi học Phật đã 9 năm và đã xuất gia, cũng đã thọ giới rồi, cũng đã dạy trong Phật học 2 năm, mà nay thầy Lý nói một câu ông phải tin Phật, làm cho tôi chưng hửng. Sau đó thầy bảo tôi ngồi xuống trước mặt thầy. Thầy nói rằng: đừng nói ông mới thọ giới, tôi dạy ông phải tin Phật. Có nhiều vị xuất gia, lão hòa thượng đã 80-90 tuổi mà họ vẫn không tin Phật. Tôi nghe rồi thì cảm thấy kỳ lạ, không tin Phật. Tại sao đã xuất gia mấy chục năm mà vẫn không tin Phật? Vậy làm thế nào mới gọi là tin Phật? Sau cùng thầy mới nói: vì họ không có thực hành nên nói họ không tin Phật. Nếu họ tin Phật thì họ nhất định thực hành được. Vì sao họ không thực hành? Vì họ không tin. Không cần nói chi khác, chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, ở trong phần tựa phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền. Đây là phẩm mở đầu trong kinh này. Thì Phật dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành: khéo giữ ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi của người khác; khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi; khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Chúng ta có làm được hay không? Không làm được, tức là không tin. Nếu tin thì làm được. Trong nhà Phật thường nói, Đại Tiểu Thừa đều nói: cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Quý vị có làm được hay không? Đích thật cũng có người sống đến 80 tuổi, 90 tuổi, xuất gia đã lâu, đã thành lão hòa thượng mà cũng không làm được. Vì sao họ làm không được? Thầy Lý nói: vì họ không tin. Cho nên quý vị mới biết sanh lòng tin rất khó, không dễ gì sanh lòng tin. Quý vị làm không được chính là không tin. Vì sao không tin? Vì quý vị không lý giải, thật sự chưa hiểu rõ. Không nên nghĩ rằng quý vị cũng biết thuyết pháp, thuyết được thao thao bất tuyệt. Thật ra quý vị vẫn không lý giải, vẫn chưa hiểu rõ. Nếu quý vị thật sự lý giải hiểu rõ rồi thì quý vị nhất định làm được. Cho nên sau khi tính giải rồi mới hành. Tuyệt đối không thể không theo trình tự tu học. Không có nói họ không tin, họ không giải mà họ có thể hành. Không có chuyện này. Có hành thì mới có thể chứng. Chúng ta niệm Phật vãng sanh, vãng sanh là chứng. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên tính giải nhất định phải thực hiện nơi hành môn. Tự mình thật sự phải làm cho được. Hôm nay các đồng học ở nơi đây, tôi nghe nói có nhiều vị từ Đại lục Trung Quốc đến, từ Đài Loan đến, từ các nơi khác đến, rất là hiếm có. Chúng ta cùng nhau tụ hội nơi đây, thời gian tuy không dài, lần này chúng tôi chỉ giảng 5 ngày. Trong 5 ngày này, nếu không hết lòng chí tâm, chú tâm nghe giảng tu học thì quý vị đến lần này cũng là uổng công. Nếu tôi không nói rõ ràng cho quý vị thì tôi có lỗi với quý vị. Cho nên chúng ta học Phật, bắt đầu học từ chỗ nào không thể không biết. Chúng ta phải bắt đầu học từ tịnh nghiệp tam phước.
Đức Thế Tôn tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chỉ dạy cho phu nhân Vi Đề Hy, bà đã phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trước khi Thế Tôn chưa dạy phương pháp vãng sanh tịnh độ cho bà, thì trước tiên Ngài dạy cho bà tu tịnh nghiệp tam phước. Cái gì gọi là tịnh nghiệp tam phước? Trước tiên dạy cho bà ba điều kiện cơ bản. Ba điều kiện này Thế Tôn giảng được rất rõ ràng, là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Quý vị nói có quan trọng hay không? Ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ba đời chư Phật, ba đời Bồ Tát tu hành thành Phật đều là lấy ba điều cơ bản này làm nền tảng. Quý vị nói có quan trọng hay không? Tuyệt đối không thể coi thường. Điều thứ nhất có bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, tu thập thiện nghiệp, là bốn câu này. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, hoàn toàn thực hiện trong thập thiện nghiệp. Nếu quý vị không tu thập thiện thì quý vị không có thành tựu gì cả, đời sau cũng không được lại thân nhân thiên. Quý vị làm sao được vãng sanh, làm sao được thành Phật? Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên điều kiện thứ nhất là thực hiện trong thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta có hết lòng học tập thập thiện nghiệp đạo hay không? Thân không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Các đồng tu học Phật tại gia thì không tà dâm. Khẩu không vọng ngữ, tức không nói láo, lừa gạt người khác. Không lưỡng thiệt, tức không khiêu khích thị phi. Không ác khẩu, tức không nói lời thô lỗ. Không ý ngữ, ý ngữ là nói lời thêu dệt, lừa gạt người khác. Ý thì không tham, không sân, không si. Thì tiếp xúc với pháp thế gian và xuất thế gian đều không có tham sân si. Chúng ta có làm được hay không? Đây là học Phật cơ bản, cũng là thiện nghiệp của thế gian. Quý vị mà làm được 10 điều này, trong kinh gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, quý vị là người lương thiện của thế gian. Chúng ta có làm được hay không? Nếu không làm được điều thứ nhất thì toàn bộ pháp thế gian và xuất thế gian đều trống rỗng. Chúng ta phải hiểu, thật sự học Phật, quý vị phải thật sự tin Phật. Tin lời nói của Phật là chính xác, tuyệt đối không có sai lầm. Ta phải hết lòng nỗ lực tu học. Ở trong thế giới này, người khác lừa gạt ta, ta không thể lừa gạt người khác. Tại vì sao? Người khác lừa gạt ta vì họ không có học Phật, họ không biết chuyện. Nếu ta lừa gạt họ thì ta đã sai, ta đã trái với lời dạy của Thầy, đã trái với trong kinh đã dạy. Cái tội lỗi này rất nặng, phạm cái lỗi này còn nặng hơn người thế gian đã phạm. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng tự mình trong đời này hình như không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm chính là lỗi lầm rất lớn. Tại vì sao? Thật sự mà không có lỗi lầm chỉ có Như Lai một người. Bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn có lỗi lầm, họ mỗi ngày vẫn đang tu pháp môn sám hối.
Cái lỗi lầm của họ là gì? Cái lỗi lầm của họ là một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, chính là cái lỗi lầm của họ. Họ vẫn phải hết lòng nỗ lực đang tu học. Còn người phàm phu chúng ta, trong kinh Địa Tạng có nói: chúng sanh trong diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Nếu quý vị chú tâm mà tư duy quan sát thì quý vị mới hiểu rõ. Không nên xem xét người khác, quý vị tự xem xét mình. Quý vị dùng tâm chân thành mà phản tỉnh, mỗi ngày phải phản tỉnh. Một ngày phản tỉnh một lần cũng không đủ, ít nhất một ngày phải phản tỉnh 2-3 lần thì chúng ta mới thật sự sửa đổi lỗi lầm, làm một người tốt, thật sự làm một người đệ tử của Phật. Cho nên quý vị phải làm mới được, không làm thì không được. Phước thứ hai trong tam phước, điều thứ hai là thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Tam quy mọi người có thọ qua hay chưa? Đã thọ qua. Thọ qua là trên hình thức thọ qua, trên thực chất thì không có. Chỉ có hình thức mà không có thực chất, nói một cách khó nghe tức là lừa gạt Phật Bồ Tát. Mạo danh tam quy ngũ giới, quý vị chưa làm được. Tam quy điều thứ nhất là giác mà không mê, điều thứ hai là chánh mà không tà, điều thứ ba là tịnh mà không nhiễm. Phật Pháp Tăng Tam Bảo chính là giác, chánh, tịnh. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói rất rõ ràng: nay chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả việc làm vẫn còn mê tà nhiễm, không phải giác chánh tịnh. Tuy đã thọ tam quy chỉ là hữu danh vô thực, không cần nói đến những giới khác. Không tu thập thiện thì làm sao giữ được những giới khác? Điều thứ hai là nhị thừa thiện, tức là thanh văn duyên giác. Sau cùng một điều là Bồ Tát thiện thuộc Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm. Tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên người tu hành, là bốn câu này. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Thể phát Bồ Đề Tâm thì là Pháp Thân Bồ Tát, không còn là phàm phu. Chúng ta đọc trong Kinh Đại Thừa: Viên giáo sư trụ Bồ Tát là Pháp Tâm trụ. Chỉ cần họ vừa phát tâm, trụ là vĩnh viễn không thay đổi, thì người này là viên giáo sư trụ Bồ Tát. Chẳng những họ ra khỏi lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Bồ Đề Tâm của chúng ta có phát ra hay chưa? Bồ Đề Tâm rất khó hiểu. Mười mấy năm trước tôi ở bên Mỹ đã viết một câu đối 20 chữ. Ở đây có treo hai bên. Bồ Đề Tâm chính là bên này nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi nói như vậy thì mọi người dễ hiểu. Còn trong kinh thì nói thể của Bồ Đề Tâm là chí thành tâm. Chân thành chính là chí thành tâm, là thể của Bồ Đề Tâm. Nó khởi tác dụng
đối với chính mình là tự thọ dụng, tức thâm tâm. Tha thọ dụng là đại bi tâm. Cái gì gọi là thâm tâm? Thâm tâm cũng không dễ hiểu. Chúng ta y theo Kinh Vô Lượng Thọ nói, thì trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ có thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là thâm tâm tự thọ dụng. Tâm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, phải giữ gìn thanh tịnh, phải dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm chánh giác. Đây là thâm tâm tự thọ dụng. Từ bi là tha thọ dụng. Đối xử với người khác phải có tâm từ bi. Tâm từ bi chính là lòng thương. Lòng thương là từ trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác sanh ra, gọi là từ bi. Nó không phải làm việc theo cảm tình. Cho nên tâm từ bi này là lòng thương mãi mãi không thay đổi. Còn lòng thương của người thế gian là giả, là gạt người, là cái tâm giả dối. Hôm nay thương quý vị, ngày mai hận quý vị, đây là tâm giả dối. Cho nên nó không phải thật. Còn tâm từ bi của Phật Bồ Tát là thật. Dù cho quý vị hủy báng họ, làm nhục họ, hãm hại họ, hãm hại họ, họ vẫn là từ bi, vĩnh viễn không thay đổi. Cái lòng thương mãi mãi không thay đổi thì gọi là tâm từ bi. Chúng ta phải đối xử với mọi người như vậy. Lần này tôi đến Nhật Bản, ở tại Nhật Bản nhằm ngày Tết âm lịch năm nay. Đến Nhật Bản đêm hôm đó là đêm giao thừa, ở tại Tokyo gặp được các đồng tu ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có 20 mấy người. Đêm dạ tiệc hôm đó có 70-80 người đến tham dự. Họ đã làm rất nhiều món ăn để cúng dường, rất là hiếm có, rất là hiếm có. Ngày thứ hai tôi đến thị trấn Okayama của Nhật Bản tham dự cuộc hội nghị hòa bình do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở thị trấn Okayama hết 4 ngày. Đây là lần đầu tiên đến thị trấn này, rất là hiếm có, rất là hiếm có. Ông thị trưởng của thị trấn Okayama nói với tôi rằng địa phương này của họ đã 400 năm không có tai nạn. Có một vị đồng tu người Đông Bắc chúng ta, ông ở địa phương này đã mở một tiệm ăn nhỏ. Ông sống ở đây đã 12 năm. Ông nói với tôi rằng địa phương này rất là bình yên. Ông sinh sống ở địa phương này 12 năm. Có lúc cả gia đình đi khỏi nhà cũng không có đóng cửa. Hiện nay trên thế giới này còn có một địa phương bình an như vậy, thật là hiếm có. Tôi còn nhớ ở Đài Loan, trước thập niên 60, lúc ra khỏi nhà cũng không cần đóng cửa, là trước thập niên 60, hiện nay thì không được. Ở Nhật Bản còn có một địa phương bình yên như vậy. Tôi nói địa phương đó là phước địa. Chúng tôi ở phước địa đó, mở một cuộc hội nghị hòa bình cũng là điều hiếm có, khó gặp. Nhân dân chất phát, họ không có cạnh tranh, không có quan niệm kiếm tiền. Họ rất bảo thủ. Họ mỗi người đều biết tri túc thường lạc. Họ biết dành dụm. Trong cuộc sống hàng ngày họ biết tiết kiệm. Đời sống của họ rất yên tĩnh, rất vui sướng. Tôi cũng hỏi họ có đi đến những thành phố lớn hay không, bởi vì thị trấn này cách thành phố Osaka rất xa. Họ nói có đến thành phố lớn hay không. Họ nói không có, vì thành phố lớn rất là nhiễm ô. Những người dân sống ở thị trấn đó rất bảo thủ, rất là hiếm có. Cuộc hội nghị lần này chúng tôi rất thành công. Tôi có đến thành phố Kyoto tiếp kiến với những vị lãnh đạo Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Tôi mời họ dùng cơm.
pháp duyên rất là thù thắng. Trong cuộc hội nghị của chúng tôi lần này, chúng tôi tiếp xúc với Phật giáo và các tôn giáo khác. Họ đối với tôi rất tốt, đều có thiện cảm. Bởi vì tuổi tác lớn như tôi đây, đến tham dự cuộc hội nghị này rất ít. Những thành viên đến tham dự cuộc hội nghị Liên Hiệp Quốc tuổi tác cao nhất theo tôi thấy không có vượt hơn 70 tuổi. Phần nhiều là người trẻ tuổi. Nhưng họ đứng bên cạnh tôi thì thấy họ già hơn tôi rất nhiều. Có một vị đại đức người Nhật Bản, lúc ăn cơm, ông ngồi bên cạnh tôi, ông nhìn tôi rất kỹ. Tôi hỏi, ông nhìn cái gì vậy? Ông nói, tôi thấy Pháp Sư từng năm một trẻ hơn. Ông nói, Pháp Sư có tu hành, còn tôi không có tu hành, tôi rất hổ thẹn. Ông cũng là một vị Pháp Sư. Ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Năm nay ông 76 tuổi. Thân thể của ông vẫn còn khỏe mạnh, nhưng thấy ông già hơn tôi rất nhiều. Trong những buổi giảng, tôi thường giới thiệu với mọi người một nhà khoa học Nhật Bản, tiến sĩ Giang Bản Thắng. Ông đã nhiều năm nghiên cứu nước kết tinh, rất có thành quả. Tôi lần này đặc biệt đi thăm viếng ông, tham quan phòng thí nghiệm của ông. Năm nay ông 60 tuổi. Ông vừa nhìn thấy tôi rất là hâm mộ. Ông nói, bình thường Pháp Sư bồi dưỡng thân thể như thế nào? Pháp Sư có ăn tẩm bổ gì không? Tôi nói, phương pháp bồi dưỡng thân thể của tôi chính là ông đã thí nghiệm ra thứ này. Ông liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi nói, ông đã thí nghiệm ra nước kết tinh tốt nhất chính là lòng thương và cảm tạ. Ông không hiểu. Ông đã thí nghiệm 10 năm dùng lòng thương và cảm tạ thì nước kết tinh đẹp nhất. Tôi nói, tôi không có ăn tẩm bổ gì cả. Tôi chỉ dùng ái, tức lòng thương và cảm ơn. Ngoại trừ cái này ra, cái gì tôi cũng không có. Cuộc sống ăn uống của tôi rất là giản dị. Cho nên tôi nói với ông ta, lòng thương của tôi khắp pháp giới, cảm ơn của tôi trọn sa toàn trọn ta bà. Tôi nói với ông ta hai câu này. Tôi nói, ông chỉ biết thí nghiệm nhưng ông không có thực hành, ông không có làm. Nếu ông chịu làm thì ông cũng như tôi vậy, ông không chịu thực hành thì không được. Cho nên Bồ Đề Tâm, tôi dùng 10 chữ này để giải thích cho mọi người thì dễ hiểu. Phải hết lòng mà học tập, phải thực hành mới được. Đối xử với tất cả chúng sanh phải có tâm chân thành. Cuộc hội nghị hòa bình quốc tế tại Okayama thì tôi phát biểu, Liên Hợp Quốc đã thành lập có hơn nửa thế kỷ. Quý vị mỗi ngày hội họp đang nghiên cứu thảo luận hòa bình. Thế nhưng thế giới ngày nay, một ngày so với một ngày không thái bình, mà sự xung đột càng ngày càng nhiều. Thiên tai nhân họa mỗi năm càng nghiêm trọng. Cho nên tôi nói, cái vấn đề này không phải là chúng ta mấy vị chuyên gia học giả ở trên bàn hội nghị mà có thể thảo luận ra được. Tôi nói, muốn thực hiện hòa bình từ chỗ nào bắt đầu làm?
từ bản thân mình bắt đầu làm. Trong những năm qua, tôi đã tham dự rất nhiều cuộc hội nghị hòa bình quốc tế. Chúng tôi có nhiệm vụ phải dạy cho họ. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Phải đem nội tâm của mình có đối lập với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, phải đem nó tiêu trừ. Nếu quý vị đối lập với mọi người, đối lập với mọi việc, đối lập với mọi vật, thì bản thân của quý vị không bình. Còn bàn cái gì là hòa bình? Người khác đối lập với ta, ta không đối lập với họ, thì vấn đề này đã được hóa giải rồi. Phàm là hai bên cố chấp thì sẽ có xung đột. Nếu một bên cố chấp, một bên không cố chấp thì sẽ không xảy ra xung đột. Chúng ta nói đạo lý với họ. Một quan niệm sai lầm sanh ra dễ nhất, mà người thế gian hiện nay cho là ta đúng, họ đã sai. Tôi nói cái quan niệm này chính là tạo thành xã hội xung đột, chính là đã phá hoại thế giới hòa bình, là do cái quan niệm này gây ra. Vậy phải làm thế nào mới có thể thực sự tiêu trừ xung đột, xúc tiến hòa bình? Vậy thì quý vị phải biết chuyển cái ý niệm này. Người khác đều là đúng, còn ta đều là sai. Người khác đã sai cũng là đúng, mà ta đã đúng cũng là sai. Tôi dạy cho họ những người này. Quý vị mà có thể chuyển được ý niệm này, đó là chúng ta đối với xã hội an định, thế giới hòa bình, chúng ta đã thật sự công hiến. Nếu vẫn còn nghĩ rằng người khác đều là sai, còn ta thì đúng, thì chúng ta trên bàn hội nghị hòa bình chính là phá hoại hòa bình. Chúng ta muốn giúp cho thế giới này hóa giải xung đột, nhưng chúng ta lại tạo thành xung đột, thì quý vị làm sao có thành tựu? Có lẽ số thành viên đến tham dự hội nghị hòa bình quốc tế này, họ cũng chưa từng nghe qua những lời tôi nói như vậy. Thế nhưng họ đều gật đầu đồng ý lời tôi nói. Họ cảm thấy rất khó làm, cũng phải làm. Tại vì sao? Vì đây là chúng ta cống hiến cho toàn cả nhân loại. Cho nên thực hiện hòa bình chính là hy sinh phụng hiến. Chúng ta hy sinh những gì? Muốn hy sinh thì chúng ta phải nhận lỗi, chúng ta phải biết sai, người khác thấy điều là đúng. Thật ra đây là trong kinh Phật dạy cho chúng ta. Quý vị hãy xem Đại sư Ngô Ích tại trong Tông Luận có nói: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất là bình đẳng, là thanh tịnh, không có tốt xấu, không có thiện ác. Phải quấy thiện ác tốt xấu là tâm của chính chúng ta biến hiện ra. Tâm của chúng ta tốt thì tất cả mọi người đều tốt. Thế gian không có một người nào mà không tốt. Hoàn cảnh không có một chỗ nào mà hoàn cảnh không tốt. Phật tại trong Kinh Đại Thừa thường nói cảnh chuyển theo tâm. Nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai. Chúng ta học Phật học những gì? Chính là học cái bản lãnh này, ta có thể chuyển cảnh giới. Ta không bao giờ bị cảnh giới chuyển. Người thế gian hạng người nào cũng là người tốt. Tôi xin nói với quý vị, người hủy báng tôi là người tốt, người làm nhục tôi là người tốt, người hãm hại tôi là người tốt. Họ tốt ở chỗ nào? Họ đối với tôi mà nói, họ là phụng hy sinh phụng hiến. Họ tạo ác nghiệp để cho tôi được thành tựu. Họ tạo ác nghiệp là tiêu trừ ác nghiệp của tôi. Họ không phải là đại ân nhân của tôi hay sao?
họ không sợ đọa lạc. Họ đem tôi đưa lên trên, nâng lên cao. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói một sự tích mọi người cũng thường đọc, đó là sự tích Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể của vị tiên Nhẫn Nhục. Mọi người nên biết Vua Ca Lợi là vua ác, là bạo quân. Ông ta giết chết vị tiên Nhẫn Nhục, xử tử Lăn Trì. Vị tiên Nhẫn Nhục tâm không có sân hận chút nào, không có tâm trả thù chút nào, không có tâm sân giận thì Nhẫn Nhục Ba La Mật được viên mãn. Không có tâm trả thù thì Trì Giới Ba La Mật được viên mãn. Nhẫn Nhục và Trì Giới Ba La Mật đều được viên mãn thì bố thí, tinh tấn thiền định bát nhã thể đều được viên mãn. Cho nên vị tiên Nhẫn Nhục được thành Phật sớm hơn. Ai giúp Ngài vậy? Là Vua Ca Lợi giúp Ngài. Quý vị hãy nghĩ xem, Vua Ca Lợi có công đức rất lớn. Ông đã giúp Thích Ca Mâu Ni Phật được thành Phật sớm hơn. Theo lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật trong hiền kiếp là vị Phật thứ năm, Ngài ở phía sau của Di Lặc Bồ Tát, mà nay Ngài đã thành Phật trước, ở phía trước của Di Lặc Bồ Tát, là được sự giúp đỡ của Vua Ca Lợi, gọi là nghịch tăng thượng duyên. Chúng ta nên biết hết thảy tất cả người quỷ bán ta, những người làm nhục ta, những người hãm hại ta, trong tâm ta phải cảm ơn họ. Tại vì sao? Vì hành vi của họ ta đã nhìn thấy, ta đã nghe được, nhưng ta không có tâm sân giận, ta không có tâm trả thù, ta chỉ có tâm cảm ơn. Coi như là họ đến khảo hạch ta, xem ta tu hành lục ba la mật đến trình độ nào. Họ khảo ta mà ta đều thông qua, đều được đủ điểm. Cho nên cảnh giới của mình đích thật mỗi năm nâng cao, nghiệp chướng của mình mỗi năm được tiêu trừ, tự mình cũng cảm thấy được điều này thì tăng trưởng trí huệ. Cho nên tôi vô cùng cảm tạ họ. Đây chính là học Phật. Tôi là học từ trong kinh Phật. Trước kia tôi nhịn không được, chịu không nổi khi bị người ta quỷ bán, thì tôi lập tức mắng lại. Đó là phàm phu. Cho nên sau khi tôi học Phật mới thật sự hiểu được đó là rất có lợi cho mình. Cho nên mỗi ngày tôi tụng kinh lại Phật, tôi cũng hồi hướng cho họ. Tại vì sao? Vì giúp họ tiêu trừ tội nghiệp. Họ chắc chắn là đọa lạc, nhưng hy vọng họ không đọa quá nặng. Luôn luôn không quên biết ơn báo ơn. Cho nên họ không phải là người ác. Cái ý niệm này đều ở trong một niệm của mình. Quý vị xem quý vị có biết chuyển hay không. Khẳng định trong thế gian này không có người ác. Tôi thường nói Phật Pháp là giáo dục của Phật Đà. Trong giáo dục, một lý niệm quan trọng nhất chính là khẳng định. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh đã nói: nhân chi sơ tánh bản thiện. Khẳng định bản tánh của tất cả chúng sanh vốn là thiện, thì quý vị mới có thể giảng dạy cho chúng sanh. Bản tánh của tất cả chúng sanh vốn là thiện. Bản tánh là Phật tánh. Bản tánh đều là như Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác có nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Vì sao hiện nay quý vị lại trở thành phàm phu? Vì hiện nay quý vị đã mê mất tự tánh. Cho nên trở thành phàm phu, quý vị đã mê mất tự tánh, chứ không có mất đi, chỉ là mê mà thôi. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn có nêu ra một thí dụ như anh Diễn Nhược Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Cũng như bình thường chúng ta đội nón, cái nón đã đội trên đầu rồi mà đi tìm cái nón của tôi ở đâu? Quý vị có thấy hay không? Ở trên đầu của ông, đầu có mất đi chỉ là mê mà không giác. Phật giúp cho tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, không có gì khác, chính là giúp cho quý vị phá mê khai ngộ. Chỉ cần quý vị hồi đầu thì đúng rồi. Nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới,
Nói đến ta bà thế giới chúng ta, Tây Phương gọi là thế giới, và thế giới này của chúng ta hiện nay có khác biệt gì không? Xin thưa với quý vị, không có khác biệt chút nào. Không có khác biệt thì gọi là nhất chân pháp giới. Thật sự không có khác biệt chút nào. Thế nhưng hiện nay chúng ta cảm thấy khác với trong kinh đã nói, thế giới này của chúng ta hiện nay khác với cực lạc thế giới quá nhiều. Thật ra khác biệt ở chỗ nào? Khác biệt ở nơi ý niệm của chúng ta. Vì chúng ta có khởi tâm động niệm, mà đích thật thế giới không có khác biệt. Điều này có thể từ tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước thì có thể chứng minh được. Một ly nước này không có khác biệt, nước của trên toàn thế giới cũng không có khác biệt. Thế nhưng mọi người ở địa phương này có tâm thiện thì nước của địa phương này tốt đẹp. Dùng kính hiển vi xem thì thấy nước kết tinh vô cùng tốt đẹp. Nếu mọi người ở địa phương này tâm bất thiện, hành vi bất thiện thì nước kết tinh trong địa phương này của họ rất xấu xí. Do đây mới biết nước không có thiện và bất thiện, mà là do tâm của con người. Vì sao Tây Phương gọi là thế giới tốt đẹp như vậy? Cái tốt đẹp đó không có gì khác là do tâm của mọi người tốt. Phàm là những người sanh đến Tây Phương gọi là thế giới, họ đều là người lương thiện. Thì nãy tôi đã nói ba điều kiện, tức là Phật tại trong kinh nói những người ở Tây Phương gọi là thế giới họ đều có đủ thập, có đủ tịnh nghiệp tam phước. Họ đều làm được 11 câu này 100%. Cho nên hoàn cảnh của Tây Phương cực lạc thế giới toàn bộ chuyển biến, biến thành tốt đẹp nhất, thù thắng nhất. Ngày nay những người chúng ta trên địa cầu này tâm bất thiện, khởi tâm động niệm điều trái với thập thiện, thân sát sanh, trộm cắp, dâm dục, khẩu thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, ý thì tham sân si. Cái hoàn cảnh vật chất như vậy thì làm sao kết tinh thành tốt được? Không thể được. Gần 2-3 năm nay tôi lại đề xướng một câu rất đơn giản, đó là thuần tịnh thuần thiện. Vì sao lại đề xướng câu này? Vì mấy năm gần đây xảy ra tai nạn quá nhiều. Đặc biệt là bệnh truyền nhiễm, tức dịch bệnh. Mỗi một khu vực thì nói đến vấn đề này đều rất là kinh hoàng, đều lo sợ, đều sợ hãi. Nhưng theo cách nhìn của chúng tôi thì vấn đề này rất bình thường. Đây cũng là hiện tượng tự nhiên, là cộng nghiệp sở cảm. Vậy phải làm thế nào mới không bị tai hại này? Tâm phải thuần tịnh thuần thiện thì không bị hại. Tâm địa thuần tịnh thì quý vị không bị cảm nhiễm. Tâm địa từ bi, tâm từ bi có thể giải độc. Tâm thanh tịnh thì không bị cảm nhiễm. Không cần đi khám bác sĩ, cũng không cần uống thuốc. Tất cả thuốc men đều có tác dụng phụ. Cho nên thuốc men không phải là một thứ tốt. Nếu thân thể của mình có bệnh phải gấp rút sám hối. Tại vì sao? Vì bệnh là do ý niệm bất thiện gây ra, lời nói việc làm bất thiện mới sanh ra hiện tượng này. Đây là từ trong nước kết tinh đã chứng minh cho chúng ta thấy
Cho nên ở Nhật Bản, tôi rất vui mừng khi gặp được tiến sĩ Giang Bản Thấn. Tôi đem những đạo lý trong Kinh Phật giảng cho ông ta nghe. Chính bản thân của ông ta cũng không chuyển được cảnh giới, còn tôi thì đã chuyển được. Cho nên tôi nói với ông ta rằng, những thứ mà ông đã thí nghiệm chứng minh Phật tại trong Kinh Phật nói là chính xác. Nước mà ông ta đã thí nghiệm, nước có thể nghe âm thanh, nước có thể thấy, nước có thể nghe, có thể thấy, nước còn hiểu được ý của con người. Quý vị dùng tâm thiện, dùng lời tốt lành nói với nó thì nó phản ứng rất là tốt đẹp. Nếu quý vị dùng ác ý đối với nó, thí như quý vị nói ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, thì trong kính hiển vi sẽ thấy nó kết tinh rất là xấu xí, rất là khó coi. Đây là từ trong khoa học thật sự đã thí nghiệm ra. Tôi cũng khuyến khích ông ta hãy cố gắng thí nghiệm cao hơn nữa. Tôi nói nước là gì? Nước là pháp tánh. Pháp tánh nó có bản năng. Bản năng của nó chính là thấy, nghe, giác, biết. Cho nên nó có thấy, nghe, giác, biết. Pháp tánh vốn là như vậy. Nó còn có đức tánh, đức năng. Tôi nói trong đức năng này, hiện nay ông ta chỉ phát hiện được một phần, chính là sắc tướng. Nó hiện thị ra sắc tướng đó là đức năng của nó. Ngoại trừ sắc tướng ra, trong Kinh Phật nói sắc, thanh, hương, vị, âm thanh. Quý vị dùng thiện ý đối xử với nó thì âm thanh của nó nghe rất hay. Hiện nay ông ta vẫn chưa thí nghiệm ra. Nó có hương, nó có vị, cho nên sắc, thân, hương, vị đều là trong tâm của chúng ta biến hiện ra. Tâm của chúng ta thiện thì sắc, thanh, hương, vị đều tốt đẹp. Thế nhưng hiện nay ông ta chỉ có thể thí nghiệm được sắc, còn chưa phát hiện được thanh, hương, vị. Tôi nói sự thí nghiệm của ông vẫn chưa đủ, ông phải cố gắng thêm và mà nghiên cứu. Ông có thể thí nghiệm ra nó có thanh, nó có hương, nó có vị, thấy điều theo ý niệm của con người mà chuyển biến. Ăn uống cái gì cũng tốt. Những món ăn như thế nào khi đem đến chỗ này của ta đều chuyển biến thành những thực phẩm của người cõi trời. Tại vì sao? Vì đến trước mặt ta, ý niệm của ta đem nó chuyển biến, sắc, thân, hương, vị thấy đều là tốt. Cho nên quý vị phải biết chuyển thì quý vị học Phật mới không uổng công. Cái thân thể này tôi thường nói mãi mãi sẽ không sanh bệnh, mãi mãi sẽ không già yếu. Quý vị học Phật thành tựu ở chỗ nào? Ở trên khuôn mặt của quý vị, ở trên thân thể của quý vị, ở trong hoàn cảnh cuộc sống của quý vị. Quý vị có chuyển được hay không? Cái đạo lý này thì trong Kinh Đại Thừa thường nói cảnh chuyển theo tâm, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cực lạc thế giới là tâm tưởng sanh, quả báo của chư thiên là tâm tưởng sanh, tam ác đạo cũng là tâm tưởng sanh. Quý vị tưởng cái gì thì hoàn cảnh biến thành cái đó. Ý niệm của quý vị như thế nào thì biến như thế đó, không sai chút nào. Tiến sĩ Giang Bản Thắng đã thí nghiệm được 10 năm, năm nay là năm thứ 10. Năm trước tôi được Pháp Sư Ngộ Bình từ trên Internet phát hiện phần tài liệu này, hạ tải đem cho tôi xem. Tôi vừa xem thì rất hoan hỷ, hoàn toàn tương ứng với trong Kinh Đại Thừa đã nói. Tôi liền bảo Pháp Sư Ngộ Bình sưu tập thêm tư liệu. Tôi phải tìm tiến sĩ Giang Bản Thắng. Tìm ông để làm gì? Là tôi muốn nói với ông ta biết hiện nay ông ta phát hiện chỉ là một phần, hãy còn rất nhiều ông ta vẫn chưa phát hiện ra.
Tôi đem phần tài liệu này nói với ông ta để cho ông ta nghiên cứu sâu thêm, nghiên cứu rộng thêm, hy vọng thấy điều được chứng minh hết thảy tất cả vật chất, không những là nước, nước là khoáng vật, cát, đất, gạch, đá, thấy điều có thấy nghe giác biết, thấy điều có sắc thưa, sắc thanh hương vị. Tại vì sao? Vì nó là pháp tánh. Đây chính là trong Kinh Đại Thừa nói, như Kinh Lăng Nghiêm mọi người chúng ta đều thích đọc. Trong Kinh nói, các pháp sở sanh do tâm sở hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần. Hai chữ thế giới này là nói vũ trụ, nói những tinh hệ lớn. Vi trần là nói vật chất nhỏ nhất. Ngày nay chúng ta nói nguyên tử, điện tử, lập tử. Các nhà khoa học hiện nay nói còn có một vật chất nhỏ hơn lập tử, gọi là khoa khắc. Trong tương lai không biết còn có phát hiện vật càng nhỏ hơn hay không, rất khó nói. Trong Kinh Phật nói vi trần là nhỏ nhất. Kinh nói nhân tâm thành thể, thể của nó là gì? Thể chính là chân tâm, chính là pháp tánh. Pháp tánh có đủ đức năng. Đức là trí huệ, là trí huệ vô lượng, năng lực vô lượng, tướng hảo vô lượng, gọi là đức. Năng là thấy nghe giác biết. Cho nên vi trần cực kỳ vi tế, đều có thấy nghe giác biết. 4 năm trước có vị cư sĩ tặng cho tôi một cuốn sách, tựa đề là Âm Thanh Đồng Trống, xuất bản ở Đài Loan, là viết về đời sống của người thổ dân Úc Châu. Tôi đã xem một bài cách chữa bệnh của họ. Tôi xem cảm thấy rất hứng thú. Cách chữa trị của họ chính là dùng tâm linh. Họ dùng tâm thuần tịnh thuần thiện để trị bệnh. Họ không cần dùng phương pháp gì khác để trị bệnh. Họ cũng không cần dùng thuốc men gì cả. Họ chỉ dùng tâm thuần tịnh thuần thiện trị hết bệnh, và lại rất mau thì lành bệnh. Như có người ngày đầu tiên bị té trọng thương, đã bị gãy xương, đến ngày thứ hai buổi sáng thì họ có thể đi được, hoàn toàn đã bình phục. Có một vị bác sĩ người Mỹ nhìn thấy nói đây là kỳ tích. Trên thực tế cái đạo lý này đều ở trong Phật Pháp. Quý vị nên biết, nếu có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, chỉ cần quý vị hiểu được trong thân thể của chúng ta mỗi một tế bào mỗi một phân tử, mỗi một lập tử, nó đều là sống, nó cũng có thấy nghe giác biết. Họ trị bệnh bằng cách nào? Một người từ trên cao té xuống bị trọng thương, đã bị gãy xương. Người thổ dân Úc Châu đó nói rất có lý. Ông ta nói sau khi đã té xuống thì những tổ chức tế bào ở bộ phận đó đã bị kinh hoảng. Vậy phải chữa trị bằng cách nào? Hãy hát cho nó nghe, an ủi nó. Sau khi an ủi nó, bảo nó không nên hoảng sợ, mọi người trở về cương vị của mình, làm việc bình thường, hợp tác lẫn nhau, thì vết thương lành hẳn. Quả thật là vi diệu. Sau khi tôi biết được cách chữa trị như vậy, thì tôi lần này ở Nhật Bản đã làm một cuộc thí nghiệm rất có hiệu quả, rất có thành công.